Thưa quý vị, New Zealand luôn đánh giá cao thành tiệu phát triển, đường lối đối ngoại độc lập và khẳng định coi trọng vai trò ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Đây là lời khẳng định được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peter đưa ra trong cuộc gặp gỡ với đồng chí Lê Hoài Trung, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương vào sáng hôm nay ngày 6 tháng 6. Good morning. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand ông Winston Peters bày tỏ vui mừng được quay trở lại Việt Nam, chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Ông đánh giá cao thành tiệu phát triển, đường lối đối ngoại độc lập và khẳng định coi trọng vai trò ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN. Đánh giá quan hệ song phương giữa hai nước đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt thông qua tiếp xúc cấp cao và các cấp, mà nổi bật là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến New Zealand vào tháng 3 vừa qua. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, cho rằng chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với New Zealand Ngày 6 tháng 6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu Hải Dương 26 đang hoạt động khảo sát ở vùng biển Việt Nam ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ liên quan đến việc tàu khảo sát Hải Dương 26 của Hải quân Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng biển của Việt Nam, phía Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc về vụ việc này. Việt Nam hết sức quan ngại và kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982 không tái diễn các hoạt động trái phép tương tự, tôn trọng đầy đủ quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, duy trì đa phát triển của quan hệ song phương, đóng góp tích cực, trách nhiệm cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Mao Sô Phan, Phó Tổng tư lệnh Quân đội kiêm tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Đại tướng Mao Sô Phan đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia thời gian qua, nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, hoạt động giao lưu kết nghĩa, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tham mưu hiệu quả và triển khai toàn diện thực chất nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng song phương. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội và Lục quân Hoàng gia Campuchia thời gian qua đã phối hợp hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Đại tướng Mao So Phan bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quân đội và lực lượng lục quân hai nước, khẳng định Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội ngày càng được củng cố trong tình hình mới. cũng trong sáng ngày mùng 6 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Mao Sovan, Phó Tổng tư lệnh Quân đội, kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Đại tướng Mao Sovan bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển tốt đẹp. Đại tướng Mao Sovan thông báo với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kết quả cuộc hội đàm trước đó cùng ngày với Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng thắng lợi của Đảng, nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 vào tháng 7 năm 2023 và cuộc bầu cử thượng viện khóa 5 vào tháng 2 năm 2024, đánh giá cao kết quả hội đàm, bày tỏ ủng hộ các nội dung, phương hướng hợp tác hai bên đã thống nhất, nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực như triển khai sâu rộng Nghị định thư và kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai bộ quốc phòng.